chấn động, bí mật động trời 3 tháng phát tài cực mạnh năm 2024, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, thần tài báo mộng, bất ngờ trúng lớn, tiền rơi thẳng mặt, 100 tỷ cầm tay, đổi đời giàu như vũ bão. Đầu tiên xét cung mệnh cuộc đời tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 mệnh thủy, đại khê thủy, tức là nước khe lớn. Do mang đặc tính của thủy, nên đa phần người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, có tính cách mềm mỏng, hiền lành và chất phác. Họ thuộc tuýp người làm việc lớn, co được cũng giãn được, khi cần họ có thể ngoại giao tốt, khi nghiêm túc họ cũng có thể tập trung một cách vô điều kiện. Có thể thấy những người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, hầu hết đều là những người ngay thẳng và có đạo đức, họ có nguyên tắc sống riêng của mình và luôn làm những việc tốt, có ích cho xã hội. Kỹ năng tổ chức của người tuổi này rất tốt, họ cũng luôn tự tin trong công việc, nhờ vậy gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật. Hơn nữa, bản mệnh lại được hưởng năng lượng mộc kép do cả thiên can, địa chi, giáp và dần đều thuộc hành mộc, vì thế người tuổi sắp dần luôn điềm đạm và nồng hậu. Hổ gỗ luôn chắc chắn trong mọi việc, thận trọng và sẵn sàng dành nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi hành động. Người sinh năm 1974 cũng rất dân chủ, họ không bao giờ cố gắng để giành vị trí chỉ huy bằng mọi cách, thay vào đó họ cũng hiểu như đánh giá cao tầm quan trọng của quá trình hợp tác với người khác. Có như vậy, tất cả mới tiến nhanh và tiến xa hơn. Cũng vì vậy, tuổi Giáp Dần nhận được rất nhiều sự ủng hộ thuộc mọi tầng lớp của xã hội. Người Giáp Dần rất hào phóng, sẵn sàng bảo vệ bạn bè và người thân của mình. Có thể nói những người tuổi này chính là những người bạn, người đồng hành lý tưởng nhất. Họ không nổi loạn như những tuổi dần khác, luôn biết cách giải quyết vấn đề với các tình huống nhanh gọn và hiệu quả nhất. Cùng nhìn lại quãng đường mà Giáp Dần đã trải qua. Theo năm tháng cuộc đời, Giáp Dần cũng tôi rèn ra mình một con người bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này, Giáp Dần luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm nhận được sự đãi ngộ. Giáp Dần giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bột chộp. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn đều sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Giáp Dần như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham món lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thì như hầu đồ nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Giáp Dần là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình để khiêu chiến với sự nông cạn của kẻ khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoảng qua. Trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Giáp Dần, đó lại là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lùi thì lùi, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tuy nhiên, cũng khó tránh khỏi những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, như áp lực, sự kỳ vọng. Người tuổi Giáp Dần thường đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân và có xu hướng tự đặt áp lực cao để đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực như học tập, nghề nghiệp hay mối quan hệ. Điều này có thể gây ra áp lực nội tâm và đôi khi khó đáp ứng đúng mong đợi của bản thân và người khác. Sự thiếu ổn định. Tuổi Giáp Dần là năm cuối của chu kỳ 12 năm trong văn hóa truyền thống Trung Hoa và đôi khi có thể đánh dấu sự chuyển giao hoặc không chắc chắn trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, chẳng hạn như công việc, học tập hay mối quan hệ. Điều này có thể gây ra sự bất an, đôi khi định hướng khó cho tương lai. Sự nghi ngờ và lo lắng. Người tuổi Giáp Dần có thể có xu hướng suy nghĩ nhiều và có tính cách hoài nghi, lo lắng về tương lai và quá trình ra quyết định. Điều này có thể làm cho họ cảm thấy bối rối và không chắc chắn trong việc lựa chọn đúng hướng đi. Sự bất đồng và xung đột. Tuổi Giáp Dần thường được biểu tượng hóa là mọc đất hoang vu, biểu thị cho sự bất đồng và xung đột trong mối quan hệ. Người tuổi Giáp Dần có thể đối mặt với những thử thách trong việc giao tiếp và duy trì mối quan hệ hòa hợp với người khác, đặc biệt là trong môi trường xã hội phức tạp và đa dạng ngày nay. Thiếu kiên nhẫn và nóng tính. Người tuổi Giáp Dần có thể có tính cách nóng tính và không kiên nhẫn trong những tình huống căng thẳng hoặc áp lực.
điều này có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định đột ngột hoặc hành động không suy nghĩ, gây ra hậu quả. Kỳ thực, Giáp Dần trải qua khổ nạn cũng hiểu được rằng nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai, tâm bất động nhân không vọng động, người không động tâm thì không làm bậy, người động tâm rồi, nhất định phải chịu đau đớn, thiện ác, sướng khổ, đều bắt đầu từ suy nghĩ mà ra. Mỗi người đều có thể tìm thấy sự yên bình từ bên trong bản thân mình và sự yên bình thật không thể bị ảnh hưởng bởi tác động từ bên ngoài. Người thường có tâm nguyện thì khó mà tự tại, tốt nhất nên biến thành hư nguyện, chỉ nên thành tâm mà làm, còn viên mãn hay không thì phải tùy duyên. Giáp Dần hiểu được rằng, không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không có cách nào gây phiền não cho bạn, vì chính tâm bạn không buông xuống nổi. Vạn pháp duy tâm tạo, con người là kết quả của những gì ta nghĩ. Nếu một người nói và làm với tâm trong sáng, thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo như hình với bóng. Người có trí tuệ, hãy thổi bay những câu uế của bản thân mình, như một người thợ rèn, thổi sạch các cặn bã của chất tạp, từng chút một, từng cái một và từng lúc một, hãy vững như bản thạch để không bị lung lay trước giông bão. Những người khôn ngoan, không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê, theo cách ấy, chỉ cần tự giác tâm an, thì Đông Tây Nam Bắc đều tốt, nếu còn một người chưa độ, thì đừng nên thoát một mình. Đầu tiên, xét tổng quan năm 2024 âm lịch với người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Xem tử vi 2024 Giáp Dần theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Giáp gặp Giáp bình hòa, ít được vận trình nâng đỡ, vận quý nhân không vượng, tự mình xử lý mọi chuyện, không nhờ cậy người khác được. Xét về địa chi, Dần gặp Thìn bình hòa, ít được sự hỗ trợ từ yếu tố bên ngoài, tự làm tự lo, một mình đảm đương công việc, vất vả hơn người khác. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên tương khắc về ngũ hành, sức khỏe giảm sút, gia đạo mất hòa khí, dễ xảy ra xung đột hay mâu thuẫn lớn khiến tinh thần bất ổn. Tiểu kết, xét về can chi, ngũ hành, trong năm 2024, tuổi Giáp Dần ít được vận trình hỗ trợ, công việc làm ăn bình thường, tự lực cánh sinh, khá vất vả bon chen. Tiền bạc khó kiếm hơn trước, sức khỏe giảm sút, gia đạo bất ổn gây sức ép lớn về tinh thần. Xem tử vi tuổi Giáp Dần năm 2024 theo sao hạn. Đối với nam mạng Giáp Dần, theo sao chiếu mệnh, sao Vân Hán. Vân Hán là trung tinh, năm có sao này chiếu thì công việc làm ăn, tài lộc ở mức trung bình, chưa đạt độ rực rỡ. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sau này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn thiên la. Gặp hạn thiên la dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do yếu tố tâm linh tác động mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc, thành tâm cầu khấn và sám hối, bệnh nhanh thuyên giảm. Tiểu kết, năm có hung tinh chiếu, báo hiệu công việc làm ăn ở mức trung bình, khó mà khởi sắc mạnh. Người làm công ăn lương vẫn y án như cũ, mức sống không đổi. Người làm tư, làm chủ có một năm kiếm tiền khó khăn, đầy cạnh tranh. Cẩn thận trọng khi hợp tác làm ăn kẻo vướng họa lao ngục. Sức khỏe giảm, đau ốm không khỏi, hao tốn nhiều tiền bạc cho chữa trị. Đối với nữ mạng Giáp Dần, theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, kỵ nhất với nam mạng, với nữ mạng Giáp Dần thì nhẹ hơn phần nào. Hung tinh này thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài, xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Diêm Vương. Gặp hạn Diêm Vương trong năm cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo vướng và kiện tụng pháp luật, cãi vã, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Nếu đang mang thai, nữ mạng Giáp Dần sẽ bất lợi về chuyện sinh nở. Ngoài ra, trong năm có thể có tin buồn tang chế từ xa đưa tới. Tiểu kết, năm có hung tinh chiếu, công việc làm ăn gặp khó khăn, tiền bạc khó kiếm. Đương số hành sự thận trọng, nhất là khi ký kết hợp tác làm ăn kẻo dễ bị lừa gạt hoặc dính dáng pháp luật do vướng tranh chấp. Sức khỏe giảm sút, đau ốm liên miên, hao tốn tiền của để chữa trị. Trong gia đình có điểm tang chế. Xem tử vi 2024 tuổi Giáp Dần theo vận niên. Theo tử vi tuổi Dần 2024, bước sang năm Giáp Thìn, người tuổi Giáp Dần gặp vận niên, chư phùng hỏa, tức là heo gặp lửa,
heo quay. Vận niên này mang ý nghĩa heo quay làm vật hy sinh cho người ta sực ngon miệng, còn mình nhận phần thua thiệt. Vì thế, trong năm phàm sự lớn nhỏ gì tuổi Giáp Dần cũng phải thận trọng. Mỗi khi làm việc cho người khác phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm, kẻo mang hại. Riêng về chuyện tình cảm lại chuyển biến tốt đẹp. Nếu năm rồi vợ chồng thường hay có cuộc cãi vã thì năm nay sẽ không còn gặp cái cảnh ấy nữa. Bầu không khí tình cảm sẽ êm dịu, người cô độc gặp cảnh vui tươi càng hạnh phúc tâm hồn, có khả năng tiến tới hôn nhân. Tiếp theo là luận giải tử vi về bốn phương diện chính của tuổi Giáp Dần trong năm 2024. Xét về phương diện sự nghiệp, năm nay đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh Giáp Dần, càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa. Con giáp này được thúc đẩy tinh thần nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp ở phía trước. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn, chạy đáo lo việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có cái giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách, cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong năm 2024 này. Bên cạnh bạn, luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần, bạn đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa nhanh hơn. Xét về phương diện tài lộc, xem tử vi 2024 thấy rõ, công việc trong năm có phần được suôn sẻ, tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến. Người tuổi Giáp Dần chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt về tài chính trong năm 2024 này. Với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh có thể được nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn. Trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc, khiến tuổi Giáp Dần choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn, vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chứ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm. Việc hợp với người khác, chưa chắc bạn cũng đã thành công nếu làm theo. Chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để Giáp Dần thu tiền về túi. Song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, được cát tinh hoa cái và hồng loan chiếu mệnh, dự báo về một năm nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đong đầy với người tuổi Giáp Dần. Các mối quan hệ bình hòa, vợ chồng ít tranh cãi, trong năm có thể đón hỷ sự từ con cái. Nếu có cơ hội, hãy thử trải nghiệm du lịch hay lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại thư giãn đầu óc, khiến tình cảm gia đình thêm gắn kết, yêu thương. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Dần trong năm 2024 vẫn cần được chú ý nhiều hơn về sức khỏe. Sao dịch mã khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy ngược chạy xuôi giải quyết công việc, nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Vì vậy, bạn cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý để cân bằng cảm xúc và tinh thần. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh chiếu mệnh chủ về tang sự. Bước vào năm 2024 âm lịch, người tuổi Giáp Dần vốn phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách. Thế nhưng chỉ cần chạm mặt 3 tháng phát tài trong năm, thì con giáp này ắt được thần tài ban cho nhiều vàng bạc, thoát khỏi khổ nạn, bước lên con đường làm giàu cho chính mình. Tháng phát tài đầu tiên chính là tháng 5 âm lịch. Bước chân sang tháng 5 âm lịch, được tam hợp trợ mệnh, tài lộc đã ngay lập tức đón chào người tuổi Giáp Dần. Con giáp này có thể thở phào nhẹ nhõm, sau mấy ngày ngắn ngủi trước đó đã tiêu tốn không ít tiền bạc, thì giờ đây túi tiền của bạn lại bắt đầu phục hồi trở lại. Giáp Dần vốn tính phóng khoáng, nên trước đó khá mạnh tay mua sắm, chẳng hề tiếc tiền, thế nên giờ có cơ hội để kiếm tiền, con giáp này nhất quyết không thể bỏ qua. Dù là cơ hội kiếm tiền ít hay nhiều, thì cũng cần phải nắm giữ,
năng nhặt chặt bị. Bản mệnh Giáp Dần nếu có phần thất vọng với số tiền mình kiếm được thì cũng cần phải vực dậy tinh thần ngay đi nhé. Dù sao đây cũng là bước khởi đầu vô cùng thuận lợi trong năm 2024 này. Nếu bạn giữ tinh thần lạc quan, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội thì chắc chắn việc tăng thêm thu nhập sẽ không quá khó khăn. Nắm giữ nhiều cơ hội thì khả năng phát tài sẽ càng cao hơn. Trên phương diện sự nghiệp, khi được phân công phụ trách những nhiệm vụ khó khăn, bạn đừng vội từ chối. Hãy tin tưởng vào bản thân mình và mạnh dạn thử sức. Có thể bạn sẽ phát hiện ra điểm mạnh mới của mình và tìm ra hướng phát triển mới mẻ trong tương lai. Tất nhiên, để kiếm được đồng tiền về túi bạn sẽ phải trải qua không ít vất vả. Hãy nhắc nhở, cổ vũ bản thân mình không ngừng tiến lên. Đừng bỏ cuộc giữa chừng nếu chẳng may công việc không phát triển như ý muốn. Khi gặp khó khăn, bạn có thể tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh, bởi ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn. Nguyệt lệnh trường sinh khuyên bạn, khi có một túi tiền rủng rỉnh, bạn nên chú trọng hơn trong chuyện làm việc thiện. Với người làm ăn, kinh doanh, bản mệnh được nguyệt lệnh ủng hộ, mưu sự dễ thành, tranh thủ tiến hành việc lớn như khởi nghiệp, triển khai dự án mới, mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất. Trong tháng các mối quan hệ xã giao hài hòa, giúp người tuổi Giáp Dần sẽ dễ dàng kết thêm bằng hữu, mở rộng mạng lưới bạn bè, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, không lo đơn thương độc mã. Thứ tài cũng có dấu hiệu khởi sắc, lợi cho đường tình duyên, buôn bán, đầu tư. Nếu đang nắm trong tay các dự án đầu tư về thực phẩm hoặc dược liệu, khả năng cao bản mệnh sẽ phát tài, phát lộc. Có điều may mắn đến cũng có thể đi bất cứ lúc nào. Quyết định thành hay bại vẫn ở chính khả năng và sự nỗ lực của bạn. Đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang bạn nhé. Tháng phát tài thứ hai là tháng 9 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, tháng 9 âm lịch cũng là một trong những tháng phát tài của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tuy nhiên, tháng này tiền về nhiều mà đi cũng chẳng hề ít, tài lộc khởi sắc rực rỡ, ông trời ban lộc, nên chuyện kinh doanh của bản mệnh vô cùng thuận lợi, buôn bán gì cũng nhanh chóng hết hàng, khách hàng tranh giành để được mua thứ mà con giáp này bán. Tưởng chừng như cứ chạm tay vào món đồ nào là món đồ đó trở nên đắt hàng. Với người làm ăn lớn thì bản mệnh có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân mà tìm ra hướng đi mới cho mình, từ đó phát triển lớn mạnh ngoài sức tưởng tượng. Các khoản đầu tư trong tháng 9 âm này cũng sẽ thu về cho bạn không ít lợi nhuận, đủ đã chứng minh rằng tầm nhìn của quý vị không hề tồi. Bên cạnh đó, cả chính tài và thứ tài của tuổi Giáp Dần đều có xu hướng gia tăng, thu nhập tới từ nhiều nguồn chứ không chỉ phụ thuộc vào đồng lương chính thức. Tháng này người kinh doanh, buôn bán đắt hàng, một vốn bốn lời, đạt được doanh thu ngoài dự kiến. Hãy mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh, quay vòng nguồn vốn, một ngày nào đó bạn sẽ được hưởng mức lợi nhuận xứng đáng. Nếu có dự định tham gia các hạng mục đầu tư nào đó, tuổi Giáp Dần nên chủ động tìm hiểu thật kỹ càng. Một chút mạo hiểm với một người được mệnh danh là to gan như bạn thì cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Đôi khi liều được ăn nhiều, nhưng phải dựa trên cơ sở có thực, đừng nên quá tham lam quá mức, để rồi tới mức mù quáng, tay hoàn trắng tay. Trong chuyện làm ăn của tháng vô cùng thuận lợi, dưới sự giúp đỡ của bán hợp quý nhân, cùng hữu bật cắt tinh, ví như cánh tay trái và cánh tay phải hỗ trợ đa chiều, bạn mệnh hành sự thông thuận, đạt được nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp. Được thiên nguyệt chủ thăng quan tiến chức hỗ trợ, người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến khi vừa mới chứng tỏ được năng lực chuyên môn lẫn khả năng lãnh đạo. Hãy tự tin thể hiện tài năng, không phải che giấu bất cứ điều gì nữa, thời của bạn đã đến. Với người làm chủ hoặc tự do kinh doanh, buôn bán, tháng 9 âm lịch sẽ ghi dấu ấn về sự đột phá với nhiều thành công lớn, bản mệnh ký kết được nhiều hợp đồng lớn, bỏ túi không ít lợi nhuận, mọi việc tiến hành trôi chảy, càng về sau thì càng thuận lợi. Tháng phát tài cuối cùng là tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm được cho là tháng phát tài của người tuổi Giáp Dần, bởi trong tháng này bản mệnh được quý nhân tương trợ, dành cho bạn những ưu ái đặc biệt mà không phải ai cũng may mắn có được. Tử vi tài lộc cho thấy, bản mệnh cũng là những người nhận được những sự hồi đáp, cảm kích từ những người mà trước kia bạn từng đưa tay tương trợ, giúp đỡ. Tài vận của người tuổi Giáp Dần ngày càng có xu hướng khởi sắc và ổn định hơn trước. Người làm công ăn lương công việc tiến hành mọi việc suôn sẻ, có nhiều cơ hội để khẳng định năng lực và có thể đề xuất tăng lương một cách hợp lý, dễ dàng được cấp trên phê duyệt. Với những người kinh doanh, buôn bán, làm ăn trong các lĩnh vực môi giới, thu nhập trong tháng tăng lên đáng kể. Ngoài nguồn thu chính, bạn còn có được hưởng mức hoa hồng,
tiền thưởng đáng nể. Nhìn chung, kinh doanh, buôn bán phát đạt, có lộc trời ban, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Có điều trong tháng phát sinh nhiều khoản chi lớn như dồn tiền xây sửa nhà cửa, cải tạo mộ phần gia tiên, chi phí đi lại. Về mặt sự nghiệp, ngoài nguyệt lệnh nhập đất lâm quan, mang tới những dấu hiệu thăng tiến rõ rệt, còn các bộ ba cát tinh, tả phù, nguyệt mã và thiên diêu hiệp lực hỗ trợ, thúc đẩy mọi việc tiến hành suôn sẻ, đầu xuôi đuôi lọt. Đây là thời điểm thích hợp để tuổi Giáp Dần mưu sự lớn, việc kinh doanh buôn bán ngày càng được dẫn tới, được lộc trời ban, ký kết hợp đồng có giá trị lớn. Đặc biệt là những ai làm trong lĩnh vực về môi giới, tư vấn, về bảo hiểm, tài chính, bất động sản, sẽ có một tháng khá bận rộn, nhưng bù lại thu về thành quả xứng đáng. Tuy nhiên, song hành với vận quý nhân là vận tiểu nhân rình rập, sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Tiếp theo là cách hóa giải vận hạn năm 2024 cho tuổi Giáp Dần, nam mạng và nữ mạng. Đối với nam mạng Giáp Dần, hóa giải sao Vân Hán theo phong thủy năm 2024. Đổ phong thủy, Vân Hán hành hỏa, nên dùng hành thổ để tiết chế hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh yêu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Đối với nữ mạng Giáp Dần, hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tỉnh, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn Diêm Vương năm 2024. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định,
để phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Quý vị thân mến, tiếp theo đây ban biên tập chương trình sẽ đưa thêm cách kích hoạt tài vận giúp người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 gặp được nhiều may mắn, tài lộc và bình an hơn trong cuộc sống của mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, mệnh Thủy, Đại Khê Thủy. Dựa vào đặc trưng tính cách và ý nghĩa của mệnh Thủy, cùng với quy luật tương sinh, tương khắc, ngũ hành, mệnh Thủy hợp với màu sắc của hành kim, vì kim sinh Thủy, nên đây là mối quan hệ tương sinh. Những màu sắc ấy là màu trắng, màu xám và màu ghi. Mệnh Thủy cũng hợp với các màu của hành Thủy, vì nó với mệnh Thủy là mối quan hệ tương hợp. Những màu sắc này là màu đen, màu xanh nước biển. Mệnh Thủy không hợp với màu sắc của hành Hỏa, vì Thủy khắc Hỏa, mối quan hệ tương khắc. Những màu sắc này là màu đỏ, cam, tím. Tương tự như vậy, mệnh Thủy cũng không hợp với màu sắc của hành Thổ, vì Thổ khắc Thủy. Những màu này như là màu vàng, nâu đất, nâu nhạt. Ngoài ra người mệnh Thủy không nên chọn những màu thuộc hành Mộc, vì Thủy sinh Mộc, tuy là mối quan hệ tương sinh, nhưng Thủy mất đi năng lượng để hỗ trợ cho Mộc, nên trong trường hợp này, e là sẽ làm người mệnh Thủy bị tiêu hao năng lượng. Màu sắc đồng hành Mộc là màu xanh lá cây. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nên trồng cây gì và hợp với con số nào? Con số may mắn của tuổi Giáp Dần là số 1, số 3, số 4. Ngược lại số kém may mắn của tuổi Giáp Dần là số 6, 7, 8. Tuổi Giáp Dần hợp với trồng cây hoa hồng muôn và cây hoa cúc. Phật bản mệnh tuổi Giáp Dần. Người tuổi Giáp Dần được sự phù hộ độ trì của Phật bản mệnh là Hư Không Tạng Bồ Tát. Bồ Tát Hư Không Tạng tên tiếng Phạn là Akasakaba, dịch âm là Asasa Bích Bà, còn được dịch là Hư Không Dực, Hư Không Quang, là một trong bát đại Bồ Tát của Phật giáo. Trong chốn Bồ Tát, Bồ Tát Hư Không Tạng chủ về trí tuệ, công đức và tài phú, bởi vì những yếu tố đó giống như hư không mênh mông vô biên, hơn nữa còn có thể thỏa mãn hết thảy những nhu cầu, giúp chúng sinh đạt được vô vàn những ích lợi. Cũng chính vì thế mà Ngài có tên như vậy. Quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi của người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, trong 3 tháng phát tài năm Giáp Thìn 2024 âm lịch. Hy vọng rằng với những chia sẻ của chúng tôi, quý vị có thể nắm rõ được vận may của mình, từ đó mà đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý mệnh chủ vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống phía bên dưới phần bình luận, để ban biên tập chương trình luận giải cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.